tóc nhìn thôi đã thấy đau cổ của dàn mỹ nhân hoa ngữ trên màn ảnh. Phim cổ trang luôn được coi là vùng đất hứa để dàn mỹ nhân hoa ngữ khoe nhan sắc vượt trội của mình và để các chuyên gia tạo hình có thể thỏa sức sáng tạo. Tuy nhiên, chỉ cần đụng đến đề tài liên quan đến cung đình là các nhà làm phim hoa ngữ lại khiến fan choáng váng với những kiểu tóc khổng lồ diêm dúa. Trong Cẩm Tú Vi Ương, Đương Yên luôn được khán giả khen ngợi hết lời vì ngoại hình xinh đẹp và diễn xuất tiến bộ. Tuy nhiên, điểm trừ duy nhất của người đẹp này là tạo hình quá cồng kềnh khiến khán giả nhìn thôi cũng thấy đau cổ. Angelababy trong Cô Phương Bất Tự Thưởng cũng từng khiến khán giả cười bò vì kiểu tóc hệt như đội ngôi sao khổng lồ trên đầu. May mắn là nhờ có nhan sắc mà tạo hình của cô mới không bị coi là thảm họa. Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Chế Tạo Mỹ Nhân lại bị ví với cột thu lôi chất lượng cung đình vì vừa cao lại vừa to. Điều khá bất ngờ là dù kiểu tóc thảm họa như thế nhưng nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chẳng chịu ảnh hưởng chút nào. Trong Lộc Đỉnh Ký, Thư Sướng cũng từng dọa fan hết hồn với kiểu tóc vừa nặng vừa diêm dúa đến chói mắt khi hóa thân thành Kiến Ninh công chúa. Cũng vì kiểu tạo hình này mà Thư Sướng từng bị rất nhiều người chê cười. Lẽ ra trở thành cô dâu phải là khoảnh khắc đẹp nhất của mỹ nhân hoa ngữ trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, với Lý Tiểu Nhiễm, nó lại biến thành thảm họa vì mũ phượng được chế tác quá tay, biến cô thành bonsai phiên bản người thật. Quan Hiểu Đồng khi tham gia Phượng Tù Hoàng cũng từng khiến mọi người cười bò vì kiểu tóc cồng kềnh được ví với máy may của mình. Có lẽ kiểu tóc này sẽ trở thành tạo hình xấu để đời của ngôi sao 9X. Phạm Băng Băng trong Võ Mị Nương Truyền Kỳ cũng liên tục khiến khán giả cảm thấy nghẹt thở vì những kiểu tóc diêm dúa như thể đã đội lên đầu cả trăm món trang sức bằng vàng ròng khác nhau. Trong bộ phim điện ảnh Dũng Sĩ Chi Môn, Ngeni cũng khiến fan hết hồn với kiểu tóc vừa cao lại vừa nặng và kém thẩm mỹ như thế này. Tạo hình của Lưu Gia Linh trong Địch Nhân Kiệt Thần Đô Long Vương cũng khiến nhiều người phải nghẹn lời vì sáng tạo quá đà. Theo giải thích của nhà sản xuất, kiểu tóc này giúp làm tăng thêm khí phách và sự mạnh mẽ của nhân vật. Tạo hình của Lưu Dược Phi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện đều được đánh giá rất cao, ngoại trừ lúc cô biến thành công chúa Nam Chiếu Quốc. Búi tóc khổng lồ kém thẩm mỹ trên đầu cô đã khiến người hâm mộ cũng phải dở khóc dở cười. Theo bạn, bạn thấy kiểu tóc nào gây sốc nhất?